tổng hợp những tình huống hài hước khó đỡ khiến người ta dở khóc dở cười. Đêm hôm bà chỉ bắt em gái xuống mở cửa, tưởng gì né ra đi mua trà sữa cho em uống với. Mơ đi cưng, bà quay người bỏ đi và cái kết. Ôi trời ơi, xin vĩnh biệt. Bà chỉ bán đầu vô cửa gương bật ra, làm con em dựa tường cười muốn xỉu. Đó, cái tật ích kỷ giờ nghiệp nó quật bà rồi đó, thấy không? Tiếp theo, hai vợ chồng đang ngồi sofa hú hí thì anh chồng đứng dậy ẵm chị vợ chuẩn bị đi hâm nóng tình cảm á. Thì ổng dắt cái bụt quăng chị vợ xuống đất, đứa ù đầu, đứa thì dập cái chân. Ta nói cú này ông chồng bị xử treo vợ chắc luôn nè. Còn đây em gái đua trend tại sân bay, nào ngờ trời ơi. Tưởng có chiếc clip thiệt là cute, ai mà ngờ té muốn dập cái đít luôn hà. Kèo này tổ tóp tóp không có độ rồi gái ơi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin 3 Phút Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé. Xin chào.